Bánh tét truyền thống của Việt Nam lọt vào danh sách 100 món từ đậu ngon nhất theo chuyên trang ẩm thực Stay Atlas. Bánh tét là một món ăn truyền thống của Việt Nam, thường gấp mặt trong các dịp lễ đặc biệt như Tết, đám dỗ. Gần đây, những đòn bánh tét lại tôn lên tinh thần dân tộc của người Việt trong mùa bão lũ. Trước khi cho vào nồi hấp, các đòn bánh tét trải qua nhiều công đoạn, đòi hỏi sự tỉ mỉ khéo léo của bàn tay các bà, các mẹ. Người nấu cần chuẩn bị những nguyên liệu như nếp, đậu xanh, thịt ba chỉ, muối, tiêu xay, đồng thời lá chuối và lạc tre để gói cũng cần được vệ sinh sạch sẽ. Theo Task Atlas, việc sử dụng lá chuối khi gói bánh làm dậy lên hương thơm độc đáo của nếp